Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh KTM. Video này mình tiếp tục giới thiệu một sản phẩm bảo vệ sức khỏe, để chăm sóc sức khỏe nhá. Sản phẩm máy massage trị liệu, máy massage sung điện. Mua ngay máy massage vai gáy cổ cao cấp, số tiền là 60.000. Hộp khá là to, dài hơn 20cm, dài và ngang hơn 2cm. Tại sao mình mua cái máy massage này trong khi mình đã có một cái máy massage rồi? Hóa đơn. Mình lôi ngược. Đó. Rồi đây anh em. Link mua bộ sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhanh nhá. Thì ở video hồi xưa, mình phải nói là từ hồi xưa, tại vì mình review khá là lâu cái sản phẩm này rồi. Đó là cái máy massage sung điện này, dùng cực kỳ tốt luôn. Đó. Anh em có thấy nó nhiều chế độ không? Và dùng xoa bóp mình cảm thấy rất là ổn. Châm cứu, đấm bóp, xoa bóp, rác hơi, bấm huyệt giảm cân, tăng miễn dịch và có thời gian các chế độ đây. Mình vẫn đang dùng máy này, dùng rất là tốt. Mỗi khi đau mỏi vai gáy thì mình hay dùng. Thì cách sử dụng như nào và sung điện như nào thì anh em xem lại cái video máy massage trong kênh YouTube của mình nhé. Cứ search là máy massage KTM là ra. Rồi. Đó. Dùng tốt lắm. Là nó dùng pin nhá. Mình khuyên anh em dùng pin, tại vì sản phẩm này dùng điện cũng được, nhưng mà mình khuyên dùng pin cho nó an toàn. 3 viên pin đũa. Căn bản là mình muốn mua thêm cái sản phẩm này, trải nghiệm cho anh em xem. Nó cũng theo kiểu massage sung điện, nhưng mà nó chuyên về vai gáy. Còn cái sản phẩm này thì nó dán rất là nhiều huyệt luôn. Anh em cứ xem lại trong kênh YouTube của mình sẽ rõ, chữa được rất là nhiều bệnh. Cái máy này sẽ có cái mã là KL5830. Các bạn có thể dùng mọi nơi này, family, trong gia đình, đi du lịch hay là ở văn phòng, theo nguyên tắc sung điện. Đây cái máy, nó sẽ chữa, chủ yếu là chữa đau mỏi vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ. Anytime, anywhere, relax, as you choose. Có thể giải trí thư giãn mọi nơi đấy, dùng mọi nơi. Mặt sau đây đấy, nó sẽ áp cái máy này vào cổ và nó sẽ xoa bóp bấm huyệt đủ các thể loại luôn. Made in next messenger. Rồi, khi mở ra thì có cái hộp như này. Đó. Có sách hướng dẫn sử dụng này, pin luôn này. Đây, next messenger. Giống cái hộp này. Please read this manual carefully before using. Đọc cẩn thận trước khi sử dụng. Rồi, còn tiếng Anh không? Chúng ta sẽ sử dụng 10 đến 20 phút mỗi ngày. Thời gian là 15 phút một lần. Nói chung là cái gì dùng nhiều quá không tốt. Anh em cứ 15 phút mỗi ngày thôi. Chúng ta sẽ có cái dây để nối với cả cái lá massage. Đó, cái này thì nếu mà anh em theo dõi kênh YouTube của mình xem video máy massage kia thì sẽ rõ tác dụng của nó. Đây là viên pin, đôi pin đũa. Và đây chính là cái miếng dán, chúng ta dán vào. Đó, cũng giống cái miếng dán này thôi. Heo hơ. Đấy, đây miếng dán thì nó sẽ đen như này. Đấy, và khi các bạn cho vào người thì cảm giác nó phê đừng hỏi luôn, nó phải gọi là nó rung, nó tê tê, nó phê phê. Nói chung là ai mà không quen thì cảm giác sẽ rất là thốn tận rốn luôn, tại vì nó kiểu như kiểu điện giật ấy. Đấy thì cái này nó sẽ không có cái miếng nhựa này. Chúng ta dùng xong thì chúng ta sẽ dán lại vào cái này để giữ nó sạch để dùng được nhiều lần. Rồi, đó là cái miếng dán nhá, miếng dán điện rung. Đây chính là cái máy của chúng ta. Rồi, trong hộp còn gì không? Không còn gì nữa. Đó, máy này thì chúng ta sẽ áp đằng sau gáy. Có các nấc 1, 2 và 3. Ủa,
ở đây có hai miếng kim loại này, nhất cho vào nó có phê phê không nhỉ? Mình nghĩ là nó sẽ tê tê đấy. Sờ không biết có giật không, tí nữa cho pin vào sờ thử. Ở đây chúng ta sẽ có nút on, on off và nút mode chuyển chế độ à. Và giống kiểu cái giọng tính thôi. Cái này sẽ có cái kiểu lò xo đàn hồi. Ở trên này thì chúng ta sẽ, à đây mới là công tắc on off này. On off, trong test này thì chúng ta cắm dây vào. Rồi, chúng ta sẽ lắp pin vào đâu đây? Được làm bằng nhựa nhá. Mình đang tìm chỗ lắp pin. Đây, đây là chỗ lắp pin. Cho pin vào này. Ui, có tiếng bít luôn ạ. Rồi, sờ thử hơi hoang mang anh em. Tắt này, bật này. Đó, on luôn. Đây nút on này. Mode chuyển chế độ này. Đây là nút high và low, tăng giảm. Giờ không có vấn đề gì. Tăng giảm độ rung, độ tê tê đấy, độ phê phê ấy. Các bạn mới dùng thì dùng đến mức độ 2, mức độ 3 cảm giác là phê rồi. Các ông, các cụ, các bà thì toàn dùng 14, 15 chả có cảm giác gì. Mình mà dùng đến cấp độ 5, 6, 7, 8 thì cảm giác điện giật tung người rồi ấy. Đây, đèn đây, đang ở số 2 này. Mode này. Chuyển mode chế độ 1, 2, 3. Đó, có 3 chế độ. On, tắt, bật. Đây là nút nguồn chính luôn. Đó, tắt là tắt hết luôn. Còn đây là nút nguồn phụ. Tổng quan nó là như vậy. Để mình thử nghiệm cho anh em xem vậy. Vi sinh vì nghệ thuật. Chúng ta sẽ cắm cái cực dương và cực âm vào đây. Đảm bảo nó giật cho tê người luôn. Đó. Còn đang có mồ hôi chứ. Trời ơi. Đó, rồi. Bây giờ bóc ra dán vào này. Các bạn trước khi dùng thì lấy vải ướt nhá. Vải ướt lau đi. Để nó nói chung là có tí nước để nó dẫn điện cho tốt. Đó. Căn bản mình đang quay nên toát mồ hôi rồi. Thì mình sẽ dán luôn. Trời ơi, run quá đi. Dán hai cái thì mới có tác dụng nhá. Nhiều bạn dán một cái thì nó sẽ không giật đâu. Đó. Rồi. Ôi trời ơi. Liệu có lên bật không? Ơi, on ta này. Vâng vâng quá, có hết mồ hôi anh em ơi. On này, bây giờ on thì nó mới có tác dụng đây. Ê! Ôi, giảm. Ôi, tê tay luôn, ôi, co giật luôn này. Ôi, về luôn, ôi, cái này mà anh em dán không đúng người thì rất là nguy hiểm luôn. Ôi, co giật. Thôi rồi. Tắt. Rồi. Vãi cả trưởng luôn ấy. Toát hết cả mồ hôi. Giật tê đừng hỏi luôn ạ. Ủa. Mình toát hết cả mồ hôi này. Nhưng mà mình bị đau mỏi vai gáy ấy. Thì dùng cái này nó sướng lắm. Nó lúc đầu không quen thì mình chỉ bật đến mức 3 thôi. Bây giờ quen dần rồi thì cứ bật mức 4, mức 5 thoải mái. Tuy nó giật nhưng mà nó phê sướng sướng. Nó chữa được cái bệnh đau mỏi vai gáy của mình. Căn bản mình ngồi máy tính liên tục mà. Đấy, nên nó rất là hiệu quả. Thế luôn lúc đầu nó như này chứ. Đó, giật. Xong rồi nó dính chặt ngón này vào. Đấy, nó tê y hệt giật điện luôn đấy. Thì căn bản là cái máy này này, nó có cái quyển này này. Quyển với các huyệt đạo này. Đó, thì chữa bệnh gì thì anh em phải dán đúng huyệt nhá, nếu không cũng nguy hiểm ấy. Đấy. Thì mình chữa đau mỏi vai gáy thì dán vào cái huyệt đây.
đây, tháo áo đốt sống cổ này, đó, mình định thế này, thì dán vào bốn khí huyệt này sau lưng. Giật sớm hát, thì cái quyển này mình cũng up ở cái video review cái sản phẩm này rồi nhá. Ai muốn xem cái quyển này thì xem lại video đấy, mình có chụp ảnh từng trang một, đó. Link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video này nhá. Và cái này thì các bạn cho vào gáy thôi, như kiểu đeo vòng cổ ấy. Chúng ta sẽ đeo lên cổ như này. Như kiểu đeo một bánh nghe nhạc ấy. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Các bạn cảm thấy video ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm là comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Hề giật mắc phê luôn, anh em không tin cứ thử một lần sẽ biết.